Xin kính chào mọi người. Đây là cách một người mẹ cho con bú ở một nơi công cộng, hoặc là ở một cái building, hay là một nơi trụ sở nào đó. Đây là một cách rất là lịch sự của người Mỹ. Let me show you. Mọi người nhìn nè, người ta đi xa cái chỗ này á, nó giống như trên mà trên máy bay vậy, mọi người thấy không? Rất là đẹp. Hello mama, mình vô đây ngồi xuống là mình cho con bú thoải mái luôn, cho con bú mà phổi sợ bị thằng nào gình ở trên, phổi bị mấy thằng nào dòm lén nha bà con. Đây là mình vô đây mình cho con bú, phổi bị sợ mọi hình thức dòm ngó, dòm nhìn chòm, nhìn lén nhớ nha mọi người. Tên của nó là, nó có máy lạnh, máy sưởi ấm chổng luôn. Nó tên là Mama Va. Mình xin chia sẻ cho mọi người biết là cách một người mẹ cho con bú ở nơi công cộng như thế nào. Đây vẫn là mình. Bye bye.